Xin chào tất cả các bạn, rất vui được gặp lại các bạn trên kênh Dòng chảy cuộc đời. Các bạn thân mến, trong cuộc sống, tưởng rằng khi chúng ta cầm tiền thì chúng ta mới là chủ, còn đồng tiền chỉ là vật vô tri vô giác thì làm sao có thể làm chủ được chúng ta? Bạn thân mến, nếu xem xét dưới một góc độ khác và kỹ càng hơn thì bạn có thể thấy rằng rất ít người có thể làm chủ được đồng tiền. Ngược lại cũng có nhiều người cho rằng họ căm ghét tiền bạc, vì tiền bạc làm cho họ tan cửa nát nhà. Nhưng thử hỏi, liệu họ có thể tồn tại được trên đời mà không có bất kỳ của cải hay chút tiền bạc nào không? Mỗi người trong chúng ta có cách nhìn nhận về đồng tiền khác nhau, nhưng chính cách chúng ta kiếm tiền và cách chúng ta tiêu tiền sẽ chi phối rất lớn đến cuộc sống của mỗi người. Để không biến mình thành nô lệ của đồng tiền, bạn hãy nhớ kỹ 6 điều sau đây. Thứ nhất, hãy yêu tiền theo một cách phù hợp. Tiền là một điều tốt và nó có thể thay đổi nhiều khía cạnh của cuộc sống chúng ta. Cho dù tiền không phải là tất cả mọi thứ, nó không thể giải quyết tất cả các vấn đề của cuộc sống, nhưng thiếu tiền, nó sẽ phá vỡ hạnh phúc của mọi người. Lợi ích lớn nhất của tiền là có thể gia tăng các lựa chọn về cách giải quyết các vấn đề. Càng kiếm được nhiều tiền, bạn càng có nhiều cách giải quyết. Nhưng sau tất cả, số tiền đó sẽ đến và đi. Việc theo đuổi tiền giúp ta có một cuộc sống tốt đẹp hơn, chứ không phải để bản thân bị tha hóa và rơi vào vòng xoáy của việc kiếm tiền. Nếu để bản thân bị tha hóa, mọi thứ đã đi ngược lại với mục đích kiếm tiền ban đầu. Thật khó có được hạnh phúc tốt đẹp khi kiếm tiền vô đạo đức. Thứ hai, đừng bao giờ là nô lệ của đồng tiền. Bạn có thể xây dựng một cỗ máy kiếm tiền cho chính mình, nhưng bạn không thể biến mình thành một cỗ máy kiếm tiền. Mọi người không sinh ra chỉ để kiếm tiền. Tiền bạc chỉ là một phương tiện và là một công cụ cho cuộc sống. Và cuộc sống có nhiều điều phải làm hơn. Những người tập trung vào kiếm tiền và quên đi cuộc sống của họ sẽ trở nên mù quáng trước những cạm bẫy cuộc đời. Nếu họ cứ bận rộn mãi, họ sẽ để con tim chết lặng. Nó sẽ chết trong sự mù quáng. Vậy làm sao họ tìm thấy niềm vui cuộc sống đây? Thứ ba, tiết kiệm là một đức tính, nhưng keo kiệt thì không giống vậy. Sự khác biệt giữa tiết kiệm và keo kiệt có thể thấy rõ. Tiết kiệm không phải là một sự lãng phí, và keo kiệt là một sự miễn cưỡng. Tiết kiệm ít nhất sẽ không để bạn rơi vào cảnh nghèo khổ, nhưng keo kiệt sẽ khiến bạn không có bạn bè và trở thành một người cô đơn. Sự khác biệt trong cách sử dụng tiền này khá lạ. Có tiền chi tiêu nhiều hơn với bạn bè. Tiền kết nối mọi người lại. Nhiều bạn bè thì cũng có nhiều con đường hơn. Càng nhiều bạn càng rộng mở con đường. Con đường càng rộng càng có nhiều người. Do đó, bất kể bạn là ai, hãy tiết kiệm nhưng đừng biến mình trở nên keo kiệt. Thứ tư, đừng so sánh với những người khác và tận hưởng trong giới hạn bạn có thể. Bạn là bạn, bạn khác với bất kỳ ai khác. Chỉ những người ngu ngốc mới so sánh mình với người khác. Điều bạn cần là tận hưởng cuộc sống theo cách mà bạn muốn và mua những gì bạn có thể mua được. Và nếu bạn tham lam, bạn sẽ bị mệt mỏi. Điều này cũng giống như ăn uống. Nếu bạn chỉ có thể ăn 2 bát cơm nhưng lại no bụng, đói con mắt mà cố ăn thêm, thì ngay cả việc thưởng thức bình thường cũng biến mất. Ngược lại, bạn sẽ bị đau đớn vì dạ dày bị căng ra.
Học cách mong muốn chừng mực và không so sánh là hợp lý nhất. Thứ năm, đừng lấy tiền để kiểm tra người khác. Tiền có thể khiến người ta bộc lộ bản chất, nhưng bạn đừng bao giờ cố gắng lấy tiền để thử nghiệm mọi người. Nó sẽ khiến bạn rơi vào ngọn lửa với ham muốn của bản thân và những người khác. Và lúc đó, bạn sẽ thấy rằng không ai trung thành, tốt đẹp hay thật lòng với bạn cả. Thử nghiệm với những người khác và bản thân bạn, bạn sẽ bị khuất phục bởi con người và thất vọng sâu sắc. Sự tham lam của con người trước đồng tiền có thể vượt quá trí tưởng tượng của bạn. Do vậy, khi giúp đỡ người khác, hãy cho vay với số tiền họ có khả năng trả bạn. Nếu không, khi cho người khác vay, lúc đầu họ giống như người thân, nhưng khi trả lại, họ sẽ là kẻ thù của bạn. Vay tiền chỉ nên giúp trong hoàn cảnh khẩn cấp, mà không nên giúp những người không trả lại. Thứ sáu, đừng để dành tất cả tiền cho tuổi già. Nếu bạn phải tổng hợp một lời khuyên không lãng phí cuộc sống của bạn, thì nó phải là đừng để những điều tốt nhất ở đến cuối cùng. Chúng ta có thể ra đi vào bất cứ lúc nào và nó không phụ thuộc vào chúng ta. Sự lựa chọn tốt nhất chúng ta có thể là trân trọng hiện tại và sống cho hôm nay, bởi nhiều thứ trong cuộc sống là có hạn, bao gồm cả hạnh phúc. Trong cuộc đời của mỗi người thì giai đoạn kiếm được nhiều tiền nhất là giai đoạn từ 25 đến 40 tuổi. Đây là giai đoạn sung mãn nhất về cả sinh lực lẫn trí tuệ. Tuy nhiên, có nhiều người lại đang lãng phí giai đoạn vàng này của cuộc đời vì những quan niệm vô cùng sai lầm về tiền bạc, khiến cho họ không thể giàu lên được mà còn rơi vào cảnh nợ nần chồng chất và gánh nặng tài chính trong tương lai. Sau đây là những sai lầm phổ biến về tiền bạc mà đa số người trẻ mắc phải. Bạn cần hết sức tránh nhé. Thứ nhất, cứ nghĩ còn quá sớm để tiết kiệm hay đầu tư. Những người trẻ thường nghĩ rằng hiện tại là quá sớm để tiết kiệm hay đầu tư. Đó là sai lầm. Không bao giờ là sớm khi tiết kiệm một phần thu nhập, dù bạn kiếm được nhiều hay ít. Các chuyên gia kinh tế khuyên rằng bạn nên tiết kiệm trước khi chi tiêu. Với bất kỳ món tiền nào kiếm được, trước hết hãy tiết kiệm một phần, sau đó chi tiêu với phần còn lại. Muốn ngày càng giàu có, hãy bắt đầu tiết kiệm từ hôm nay bạn nhé. Thứ hai, bạn tiết kiệm chỉ để tiết kiệm. Bạn đừng hiểu lầm khái niệm tiết kiệm của người giàu. Họ để dành tiền không đơn giản là giữ nó trong nhà và không bao giờ dám đụng đến. Người giàu tích lũy tiền trong một khoảng thời gian nhất định và đến một giai đoạn nào đó, họ sẽ dùng toàn bộ số tiền này để đầu tư, làm cho tiền tiếp tục đẻ ra tiền. Thứ ba, cần cù, siêng năng nhưng làm việc không thông minh. Ở trường học, chúng ta được dạy rằng chỉ cần làm việc chăm chỉ sẽ dễ dàng trở nên thành đạt. Nhưng đó mới chỉ là một nửa của câu chuyện thành công. Nếu cả đời bạn chỉ biết làm việc chăm chỉ không thôi, thì bạn sẽ chẳng bao giờ có thể giàu có được. Bởi số tiền bạn kiếm được sẽ không đủ để khiến bạn giàu có so với những khoản chi tiêu hàng ngày. Vì vậy, để đảm bảo được sự giàu có cho tương lai, bạn cần phải làm việc một cách thông minh. Thứ tư, vứt tiền bừa bãi trong nhà. Một số người có thói quen bạ đầu vứt đó, kể cả tiền bạc. Họ nhét tiền ở kẽ ghế sofa, trên nóc tủ lạnh, trên mặt bàn phòng khách, ngăn kéo bàn làm việc. Nếu bạn thấy mình cũng có thói quen này, thì nên thay đổi ngay lập tức, vì trong phong thủy, nó tượng trưng cho sự phân tán tiền bạc. Bạn sẽ chẳng bao giờ tích thụ được nhiều tiền để làm việc lớn nếu như cứ giữ thói quen này. Thứ năm, mua sắm vô tội vạ. Nhiều người thường có sở thích mua sắm. Họ chỉ đơn giản là thích mua sắm nhưng lại không suy nghĩ về việc lập kế hoạch và hình thành cho bản thân thói quen chi tiêu. Điều này có thể sẽ gây nên hậu quả rất lớn, vì chỉ cần một khoảnh khắc mua sắm vô độ, bạn sẽ trở nên sạch túi.
Lên kế hoạch tất cả chi phí và dự trù ngân sách hàng tháng là điều cần thiết, bởi như thế bạn sẽ dễ dàng kiểm soát tài chính hơn. Thứ 6. Luôn hài lòng với mức lương ổn định. Không thể phủ nhận rằng cũng có một số người cực kỳ thành công với một công việc ổn định, nhận lương khi đến tháng. Tuy nhiên, cho dù là cách kiếm tiền an toàn nhất thì làm công ăn lương vẫn là cách thăng tiến và làm giàu chậm nhất. Còn những người thành công sẽ hiểu rằng tự thân lập nghiệp là con đường ngắn nhất dẫn đến sự giàu có. Người bình thường sẽ chọn cách làm việc và nhận lương theo tháng, theo ngày hay cả theo giờ. Trong khi đó, người giàu thường nhận lương khi có doanh thu tốt và thường tự làm chủ chính mình. Trong khi giới thượng lưu lại luôn tìm cách xây dựng vốn liếng bằng những thương vụ kinh doanh, thì số đông người lao động chỉ muốn đảm bảo cuộc sống bằng một mức lương tương đối và cần cù lao động để chờ đến khi được tăng lương. Thứ 7. Sống không biết ngày mai, sống bằng thẻ tín dụng. Thẻ tín dụng giúp bạn chi tiêu thuận lợi nhưng cũng có lúc nguy hiểm là đôi khi bạn sẽ tiêu quá số tiền bạn thực sự có. Nợ thẻ tín dụng là một trong những vấn đề tài chính lớn nhất đối với những người trẻ, với lãi suất trung bình trên 10%. Nếu bạn chọn thanh toán tối thiểu hàng tháng, bạn có thể trả hết nợ của bạn khi bước vào 30, khi bạn sẽ có nhiều chi phí khác cần tới tiền. Thật khó để tiết kiệm với thẻ nợ và thậm chí còn khó hơn nếu có cả lợi nhuận. Thế nên hãy cố gắng tập trung vào trả hết nợ thẻ tín dụng của bạn, càng sớm càng tốt. Thứ 8. Sống bằng sĩ diện, ưa chuộng vẻ ngoài hào nhoáng. Đây là sai lầm rất nhiều bạn trẻ gặp phải. Tốn rất nhiều tiền mua chiếc điện thoại thời thượng, tập thể thao tại các phòng tập siêu đắt tiền, hay lựa chọn các dịch vụ du lịch sang trọng. Bạn hãy tin đi, với mức sống sang hơn so với đồng lương bạn kiếm được sẽ khiến bạn cực kỳ mệt mỏi về lâu về dài. Và khi đã tự chủ được cuộc sống của mình bằng một khoản tiền tiết kiệm kha khá, thì thần thái của một người thực sự có tiền, vững chắc sẽ khác hơn nhiều so với người hào nhoáng và phù phiếm đấy. Thứ 9. Sống bấp bênh, không có quỹ khẩn cấp. Mặc dù khó tưởng tượng rằng bạn cần quỹ khẩn cấp khi bạn còn trẻ và chỉ mới bắt đầu đi làm, nhưng không ai biết tương lai có thể mang lại điều gì. Điều đơn giản như là xe hỏng, mất laptop, mất điện thoại cũng có thể là một thách thức lớn nếu bạn đang bí tiền. Hãy xây dựng một quỹ khẩn cấp để giúp bạn có tiền tiêu, đề phòng cho những trường hợp bất ngờ xảy ra. Thứ 10. Không có bảo hiểm y tế. Khi bạn còn trẻ, bạn không bao giờ nghĩ tới việc mình sẽ già yếu, bệnh tật, nên thực sự rất thờ ơ với bảo hiểm y tế. Nhưng tuổi trẻ không bảo vệ bạn khỏi những tai nạn bất ngờ. Hãy tham gia những dịch vụ bảo hiểm y tế tốt nhất mà bạn có khả năng. Bạn sẽ ngạc nhiên vì những lợi ích mà mình nhận được. Bạn thân mến, sau tất cả, bạn đã hiểu tại sao bạn cũng làm ra tiền, nhưng cứ chưa đến cuối tháng là lại than vãn thiếu trước hụt sau hay chưa? Nếu chỉ thích sự an phận, thì hãy chấp nhận cuộc sống ở mức làng nhàng như hiện tại. Việc chi tiêu tiết kiệm và tiêu tiền thông minh là hai việc hoàn toàn khác nhau. Chỉ khi bạn làm chủ được dòng tiền của mình, khiến tiền đẻ ra tiền, thì lúc đó mới không phải lo nghĩ về tiền bạc, cũng như không phải phụ thuộc vào tiền bạc nữa. Để không bỏ lỡ những video clip mới được phát hành hàng ngày trên kênh Dòng Chảy Cuộc Đời, các bạn đừng quên nhấn đăng ký kênh và bấm vào biểu tượng chiếc chuông nhỏ bên cạnh nút đăng ký nhé. Còn bây giờ, hẹn gặp lại các bạn.